Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 31 tháng 10 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình ngày đầu tuần vui vẻ, bình an và luôn thuận lợi trong mọi công việc. Các bạn xem video hay ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 31 tháng 10 điều chỉnh tăng nhẹ ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Trên bình diện quốc tế, cộng đồng hồ tiêu quốc tế đánh giá thị trường tuần qua tiếp tục cho thấy triển vọng khá tiêu cực khi không có quốc gia nào được báo cáo với mức tăng kể từ đầu tháng 10, khi mà Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka tổ chức lễ Diwali trong tuần này. Nhận định về thị trường tháng 11 năm 2022, các chuyên gia đều cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn. Yếu tố tác động là cuộc họp tháng 11 năm 2022 của Fed. Các quan chức Fed đang hướng tới phương án nâng 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11. Điều quan trọng hơn là tổ chức này có thể bàn về khả năng giảm nhịp độ nâng lãi suất trong 12 tháng. Tại thị trường trong nước, áp lực vào đầu vụ mới và nguồn dự trữ được đánh giá dồi dào đang gây sức ép giảm lên thị trường. Dòng tiền tiếp tục cho thấy sự dịch chuyển sang cà phê khi mặt hàng này đang bước vào vụ thu hoạch mới. Việt Nam lới lỏng tỷ giá với đồng USD đồng nghĩa với việc xuất khẩu sẽ gia tăng giá bán để thu về nhiều ngoại tệ hơn. Yếu tố đột biến nâng đỡ thị trường chỉ có thể đến từ việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia ghi nhận tăng nhẹ 0,19% và 0,2%. Ghi nhận tại cảng Nam Pung, giá tiêu đen xuất khẩu của quốc gia này đứng ở mức 3.677 USD trên tấn, trong khi đó giá tiêu trắng ghi nhận ở mức 5.952 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu thấp nhất ghi nhận tại Brazil ở mức 2.475 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít đứng ở mức 2.950 USD trên tấn và 3.050 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 72.800 đồng một kg và 75.300 đồng một kg. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá tiêu tăng nhẹ 100 đến 500 đồng trên 1 kg ở một số địa phương, với mức giá được thu mua từ 57.700 đồng tới 60.400 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu tăng nhẹ và thu mua quanh mức là 59.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu duy trì ổn định ở mức 57.700 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, mức giá là 57.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu tăng nhẹ 200 đồng và thu mua quanh mức 60.400 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, tăng 500 đồng và thu mua quanh mức là 59.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai cũng tăng nhẹ và sáng nay thu mua quanh mức là 58.300 đồng 1 kg. Như vậy, trong phiên đầu tuần, giá hồ tiêu trong nước tiếp đà phục hồi và tăng nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 31 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.